Xin chào tất cả mọi người, yêu sổ là Yang Tới Xin. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại với một cái video về ngữ pháp. Có rất là nhiều bạn xem cái video về câu chữ bả, tức là câu chủ động đợt trước mình làm ấy, thì cũng đã comment và yêu cầu mình làm thêm về câu bị động, câu chữ pay. Thì đây cũng là một trong cái ngữ pháp rất là quan trọng của tiếng Trung. Thật ra tiếng Trung thì cũng không quá nhiều ngữ pháp rồi, cho nên mình sẽ cố gắng làm một cái series còn lại tất cả các cái ngữ pháp cơ bản của tiếng Trung. Thì ok, chúng mình sẽ cùng đến với ngữ pháp tiếng Trung câu bị động, câu chữ pay nhá. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với công thức của câu bị động. Thì các bạn có thể thấy ngay đầu tiên là một trong cái rõ ràng rồi, đó là nó sẽ có pay, có rang, có treo. Tí nữa thì mình sẽ giải thích là khi nào thì dùng pay, khi nào dùng rang và treo. Chúng ta sẽ đến với đầu tiên là ô, tức là cái chủ ngữ. Nó hơi khác với câu chủ động. Thì ở đây cái chủ ngữ sẽ là cái vật bị tác động vào, hay nói cách khác thì chính là cái vật chịu cái sự tác động ấy. Ví dụ chúng ta có câu Việt Nam là tôi bị đánh đúng không? Thì ở đây tôi chính là ô thì đứng đầu. Sau đó có chúng ta có chữ pay là bị. Rang và treo ở đây thì cũng đều mang nghĩa là bị hoặc có thể dịch là được. Thì nữa mình sẽ cùng xem cách dịch như nào nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chủ ngữ bị cái gì đúng không? Đây sẽ là cái mà tác động đến ta này. Sau đó chúng ta sẽ có động từ. Và cuối cùng là cộng với thành phần khác. Thì các cái thành phần khác thì có thể là lơ, là của, không được có chưa nhá. Trong câu bị động thì không có chưa. Thành phần khác thì chúng ta cũng có thể có bổ ngữ, trừ bổ ngữ khả năng nhá. Nhìn công thức thì cũng sẽ nhiều bạn chưa hiểu lắm, chúng ta sẽ đi vào về ví dụ cụ thể luôn. Ví dụ chúng ta đầu tiên có câu tha ná sợ là what the shoe. Đây là một cái câu mà không có chữ pay đúng không ạ? Nhưng các bạn cũng có thể thấy là tha chính là cái người tác động vào cái sách của tôi, của tự su thì là sách của tôi, là cái vật bị tác động. Vậy chúng ta sẽ chuyển câu này thành một câu bị động. Chúng ta sẽ có vật bị tác động là gì? Sách của tôi đúng không? Của tự su. Sách của tôi làm sao? Bị anh ấy. Như vậy chúng ta sẽ đúng theo công thức pay tha. Tha chính là cái vật tác động và chính là F phía sau đấy ạ. Pay tha ná chậu là. Ná chậu ở đây chúng ta có ná là động từ và chậu. Ná chậu là cái kết quả của cái động tác cầm đi rồi. Và chúng ta có thể thêm lơ ở cuối câu, giống như vừa nãy mình vậy, là có thể thêm lơ hoặc thêm của chứ không được thêm chưa nhá. Câu thứ hai, bình thường chúng ta sẽ nói là mê mê nung khoai là của là sổ chi. Các bạn chú ý là nếu mà một câu bình thường ấy, chúng ta vẫn có thể nói rất nhiều cách. Chúng ta có thể nói là mê mê nung khoai là của là sổ chi là một cách nói rất bình thường. Nhưng nếu mà chúng ta muốn nhấn mạnh, muốn khẳng định chéng tèo cái vật bị tác động và cái vật tác động thì chúng ta sẽ dùng câu chữ pay. Nó cũng tương đồng với cái hồi trước mình hướng dẫn các bạn về câu chữ bả ấy. Người ta muốn nhấn mạnh cái vật chủ động, cái mà mình tác động vào nó và kết quả của nó như nào. Thì câu chữ pay này cũng tương tự như vậy. Cho nên nhiều bạn sẽ bảo là thế thì tại sao mình không dùng ngay cái câu phía trước nó đơn giản này đúng không? Thực ra cũng được thôi. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta muốn nhấn mạnh cái động tác và cái đối tượng làm cái động tác đấy, chúng ta cần phải dùng chữ pay hoặc dùng chữ bả. Nó cũng giống như mình đã từng giải thích là ban đầu học thì chúng ta sẽ đặt câu như những bạn học tiểu học, xong dần dần chúng ta sẽ phải ngữ pháp lên để thành cấp 2, cấp 3 ấy. Thì tiếng Trung cũng vậy. Mày mày nung khoai là của sổ chi sẽ sửa thành của tờ sổ chi, điện thoại của tôi bị mê mấy nung khoa là bị em gái làm hỏng rồi, em gái làm hỏng cái điện thoại của tôi. Tiếp theo chúng ta có câu của tờ sổ chi rằng sư phụ cẩy siêu hảo là. Thì chúng ta có cái từ cẩy đây, các bạn có thể thực ra công thức ấy, có nhiều thầy cô sẽ hướng dẫn cái công thức là phía trước động từ có thể thêm cẩy mà ngoặc ngoặc đây, nhưng mình thì mình không thêm vào, bởi vì người Trung Quốc thì người ta có một cái cách sử dụng rất là đặc biệt, người ta đó người ta hay thêm cẩy phía trước động từ ở đây. Nhưng mình thấy đa phần mà đúng theo ngữ pháp thì cũng không cần phải thêm cẩy cũng được, bởi vì có cũng được, không có cũng không sao. Cho nên mình vẫn sẽ thêm một câu ví dụ đây có chữ cẩy để các bạn có thể nốt vào đây, là có thể thêm cẩy phía trước động từ nhé. Của là sổ chi rằng sư phụ cẩy siêu hảo là. Chúng ta sẽ thấy ở đây có từ rằng thay cho từ pay vẫn có ý nghĩa là một câu bị động, bị hoặc là được. Và chúng ta sẽ dịch ở đây là gì? Điện thoại của tôi được sư phụ thì chúng ta có thể dịch đơn giản là cái người sửa điện thoại chúng ta ấy, được cái anh thợ sửa điện thoại đã siêu hảo là động từ đúng không? Verb cộng với lại thành phần khác. Thì vừa nãy mình có nói thành phần khác ở phía sau nó có thể là một cái bộ ngữ kết quả. Thì tí nữa mình sẽ giải thích kỹ là thành phần khác bao gồm những cái gì. Kết quả của việc sửa này là gì? Đã sửa xong, đã sửa siêu hảo là. Ok. Khi nào dùng pay, khi nào dùng treo và rang. Thì mình đã tìm hiểu rất là nhiều các cái tài liệu và cũng hỏi một số thầy cô Trung Quốc. Thì dùng chữ pay chúng ta sẽ thường dùng nhiều trong su mê ủy, tức là dùng cho văn viết. Và dùng treo và rang nhiều trong khẩu ngữ, khối ủy. Và có một cái nữa thì nó mang tính chất hơi cá nhân, mình nhận ra và mình cũng hỏi một số người Trung Quốc, người ta cũng đưa ra, nhưng mình thấy có một số sách không ghi ấy, thì các bạn cũng có thể nốt lại.
Bởi vì mình cái này nó khá là đúng ấy. Pay thì thường mang ý không tốt, ví dụ như bị chỉ trích các thứ. Còn treo và rằng thì sẽ thường mang ý tốt. Cho nên mình có thể quay lại một cái câu ví dụ vừa nãy có câu 我的手机 rằng sư phụ cậy siêu hảo là ở đây mang nghĩa tốt đúng không? Chúng ta có thể dùng từ rằng. Còn lại thì về cơ bản thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể dùng từ pay trong tất cả các trường hợp thay cho những cái kia. Đấy là về cơ bản. Còn từ treo về từ rằng thì hầu hết mình thấy người Trung Quốc khẩu ngữ người ta dùng có thể cho câu nó đỡ bị ở nhàm cái từ pay ấy, thì các bạn cũng có thể học cái từ treo rằng này trong một số trường hợp dùng khẩu ngữ và mang ý tốt thì nó sẽ tì tao hơn, nó kiểu người Trung Quốc hơn. Còn lại thì cứ phang pay là ok. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích từng cái cụ thể, câu ví dụ cụ thể, và các bạn có thể thấy được là cái vừa nãy mình nói đó là thành phần khác ở đây. Cái phía trước thì mình không có gì phải bàn cãi rồi vì rất dễ, phần trước mọi người cũng đều hiểu. Nhưng cái quan trọng là cái thành phần khác phía sau là một trong cái mà khi đi thi hát cấp 4 hoặc là đi làm bài thi ấy, hay bị nhầm về phía sau, người ta sẽ cho các bạn sắp xếp câu hoặc là sửa câu sai ấy. Thì cái phía sau này là những cái mà mọi người hay nhầm hay quên. Câu đầu tiên là phán chen bể khái chứ nùm tớ hẳn sang, thì mình vừa nói rồi đúng không? Nùm tớ hẳn sang ở phía sau này thì sẽ là một bộ ngữ trạng thái hay còn gọi là một bộ ngữ trình độ ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái công thức, thực ra công thức cũng y hệt hồi trước. Nếu bạn nào mà đã học bộ ngữ trạng thái rồi, phía sau mọi người sẽ đều thấy là verb cộng tứ cộng phó từ cộng tính từ đúng không? Phía trước thì vẫn bê y nguyên cái cũ vào, cái vật bị tác động vào pay rang treo và cái chủ thể tác động, sau đó cộng với verb tờ cộng phó từ cộng tính từ, giống như là xuế tờ hấn hảo hay là kiểu nùng tờ hẳn sang. Rồi chúng ta sẽ có một câu ví dụ, phán chen bê ma mà sâu sử tờ hẳn can chinh. Chúng ta sẽ có phía trước thì mình cũng không giải thích nữa nhá, rất dễ. Phía sau, phòng được mẹ tôi dọn rất là sạch sẽ. Chúng ta sẽ có từ dọn là động từ, đúng theo công thức bộ ngữ trạng thái mà chúng ta học ngay quyển 2 ngữ đúng không? Tớ, chúng ta có thể, mình có thể gọi là tớ đi cho dễ hiểu nhé. Ok, sâu sử tớ hẳn can chinh, hẳn ở đây là phó từ rất, rất sạch sẽ. Ok, tha tờ số biểu bê mê mê nung khoai là cái đồng hồ của tôi thì bị em gái làm hỏng rồi. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái bổ ngữ này là bổ ngữ, bạn nào mà để ý thì nó chính là bổ ngữ kết quả đấy. Nhưng cái bổ ngữ kết quả này mình nghĩ là khá là dễ, mình không nốt ở đây, các bạn có thể nốt vào giúp mình nhé. Tha tờ số biểu bê mê mê nung khoai là. Rồi có một số cái lưu ý mà mọi người chú ý cho mình, đó là nếu có phó từ phủ định mấy hoặc là bù thì chúng ta đặt trước pay treo rang, trạng ngữ chỉ thời gian cũng đặt trước pay treo rang, động từ năng nguyện hoặc là phó từ đều đặt trước cái pay này. Rồi chúng ta đi vào từng ví dụ cụ thể luôn. Đầu tiên là có phó từ phủ định mấy hoặc là bù thì sẽ đặt trước pay hoặc là treo rang, và quan trọng là không kèm theo lơ. Bởi vì sao các bạn có thể dễ hiểu, đó là khi mà cái hành động này chưa xảy ra thì không thể nào có kết quả, đó là không thể nào có lơ được với câu được. Bởi vì lơ chỉ có khi nào mà đã xảy ra rồi, đã xong rồi, kết quả rồi thì chúng ta mới dùng lơ chứ. Hoặc là cái ngữ khí thì mình không nói nhá, ở đây chúng ta nói lơ là thể hiện kết quả đã xong. Còn đây nếu mà đã chưa xảy ra làm sao mà xong được, cho nên không kèm lơ nha. Ok, ví dụ số 1 này, khái họ còn may đấy, củ thấu mấy ở bầy chưa tròn sang, tức là sao? Vẫn may cái xương vẫn chưa bị xe đâm gãy. Tức là có thể dịch thuần Việt ra gọi là ông này bảo là vẫn may bị đâm xe nhưng mà xương vẫn chưa bị đâm, vẫn chưa bị sao, bị thương. Thì chúng ta sẽ dịch thuần Việt ra như thế chứ cũng không cần phải kiểu đọc và dịch từng từ, từ nghe nó rất là ngang ấy. Thì ok, chúng ta sẽ thấy chỗ này có mấy hiểu ở đây là một phó từ phủ định đúng chưa? Đúng theo công thức, đứng trước pay chưa? Đây, mình đã bôi màu rất là rõ cho các bạn xem. Và chưa thì là cái xe đâm vào mình mà, cái xe là chủ thể đâm vào mình cho nên chúng ta để sau pay. Chuang sang bù nâng xua, đúng rồi, chúng ta không thể nói là khái hảo cụ thấu mấy hiểu pay chưa chuang sang là. Đợi vì sao? Cái này đã hành, cái việc xe đâm vào mình bị thương nó đã xảy ra đâu, đâm xong mình có bị sao đâu, cho nên chúng ta không thể lơ thêm lơ vào đây được. Wo de chưa mấy hiểu jiao tha jiao zou, tức là cái xe của tôi vẫn chưa được anh ấy mượn, vẫn chưa bị anh ấy mượn. Thì chúng ta sẽ không được nói là wo de chưa jiao tha mấy hiểu jiao zou. Thì các bạn thấy cái từ mấy hiểu này xếp thứ tự bị sau từ jiao, sau từ bảy là sai rồi, cho nên chúng ta sẽ có từ wo de chưa mấy hiểu phải đặt trước jiao hoặc đặt trước bảy hoặc đặt trước rang. Ok, ví dụ thứ hai, trạng ngữ chỉ thời gian cũng sẽ đặt trước bảy jiao rang. Chủ thiên bị tha ba hẳn hẳn đỡ tả lời ý tuần. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái cụm từ, chính là cái thành phần khác phía sau ấy, đánh một cách rất là lợi hại, đánh rất là mạnh, đánh rất là ngày hôm qua. Chủ thiên chúng ta để cái trạng ngữ chỉ thời gian này phía trước.
bị bố anh ấy đánh một trận như đòn, đúng không? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thứ ba, đó là động từ năng nguyện nấng hoặc inkai. Nỉ inkai pay trendy, đây là một bài hát khá nổi tiếng, nếu bạn nào mà có thể search trên YouTube có thể nghe nhé. Thì chúng ta thấy là inkai là một động từ năng nguyện sẽ để phía trước pay. Ý của câu này dịch thoát nghĩa là gì? Dịch ra chuẩn là cậu đáng được trân trọng, em đáng được trân trọng này. Hoặc là một câu nguyện của mình tôi nấng pay sư chia ôn rấu ý tai, tức là hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ đều được thế giới đều được nhận được những cái tốt lành, những cái tốt đẹp, có thể đối xử nhẹ nhàng của chúng ta. Thật ra cái mấy cái câu này nó sẽ tốn khá nhiều sức để các bạn có thể nghĩ đến những câu dịch thuần Việt nó hay. Yên quê phía chi bù hò tha y chứ bê chuyển ban xén chi. Thì chúng ta đến cuối cùng là phó từ y chứ ở đây. Chúng ta sẽ có từ y là bởi vì sao? Tại vì tính tình của nó không tốt cho nên nó luôn bị cả lớp ghét bỏ, đúng không? Cho nên chúng ta có thể y chứ cũng đạt trước bê. Ok, cho mọi người đều hiểu rồi. Tiếp theo đó là một trong cái cũng không có khó, chỉ là một cái bổ sung thôi. Bởi vì mình thấy cái cấu trúc, cái cấu tạo câu cuối cùng này cũng khá là Trung Quốc. Các bạn hãy nốt lại nhé. Công thức thì là y hệt phía đầu y hệt rồi. Cộng verb cộng với trấn rùa hoặc là quấy hoặc là sư cộng với danh từ. Ví dụ luôn cho dễ hiểu nha. Mà li bei ta jia xiển quấy ban trưởng. Câu này mình lấy ngay từ đầu đúng không? Thì ở đây nó ý là gì? Xiển quấy tức là chọn là, chọn thành, chọn làm lớp trưởng. Lỗ Tấn được coi là, chúng ta sẽ phải dịch sau chữ tợ nhá, chú ý tìm một chữ tợ để dịch này. Zhuo Jiachui là một trong những tác gia hoặc gọi là nhà văn đi ha. Nhà văn làm sao nổi tiếng nhất ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ phải dịch từ sau tợ mà lên, đúng chưa? Và đây chúng ta có động từ shi để sau cái chữ bei này. Ok. Y qian Trung Quốc bei cheng zuo zi xing che wang guo. Bởi vì ngày trước thì dân số Trung Quốc cũng khá là đông và người ta vẫn chưa có điều kiện để mua nhiều xe ô tô, xe máy, cho nên người ta sẽ dùng rất là nhiều xe đạp. Các bạn có thể biết cái xe đạp cả đàn ngày xưa của bố mẹ bọn mình ấy. Thì đấy, ngày xưa Trung Quốc cũng thế. Cái bộ xe Phượng Hoàng à, như thế. Thì đấy, chúng ta sẽ có câu này sẽ là: trước kia thì Trung Quốc được coi là vương quốc của xe đạp. Từ xin chơ quán quốc thì đọc từ trông rùa. Thực ra như cái hồi trước mình học á, thì mình sẽ hay nhớ luôn những cụm này đúng không? Sẻng quấy thì là một cụm rồi. Chỗ này mình viết nhầm phiên âm rồi, nó là sẻng quấy nhá. Coi là hoặc là chọn là hoặc là rèn quấy sư thì cũng là một cụm luôn. Trông rùa hoặc là trông quấy thì cũng đều là một cụm. Thì cái này mình nghĩ là các bạn cũng đều nhớ rồi, ok. Và chốt lại của ngày hôm nay thì các bạn đều thấy đúng không? Chữ pay rất là dễ, không có gì khó cả. Theo như cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy là hầu hết thì mình cứ dùng từ pay, mình cứ pha mà thôi, là kiểu gì cũng chuẩn. Và nếu mà bạn nào không nhớ được những cái công thức này thì các bạn chỉ cần thuộc duy nhất câu ví dụ cho mình, những cái ví dụ cơ bản. Ví dụ đây, ít nhất là trong này mình có tận 4 cái ví dụ này. Mà các bạn nhớ được luôn 4 cái ví dụ này là các bạn có thể kiểu không cần thuộc công thức, mà các bạn sẽ khi đi thi mà các bạn có quên ấy, các bạn sẽ nhớ những câu này, các bạn sẽ nhìn xem à nó sẽ có cái công thức như nào. Đầu tiên sẽ là một cái danh từ, cái mà bị tác động vào này, rồi bị này, rồi thì chủ thể cái mà tác động đến này, rồi tiếp theo đến động từ này, rồi sau đó sẽ là những cái thành phần. Ví dụ như câu đầu thì là thành phần, bốn cái trạng thái, rồi thì bốn kết quả, rồi thì lơ, rồi thì những cái trạng ngữ, chỉ thời gian, động từ năng nguyện, các thứ đều phải đặt trước câu. Thì khi mà các bạn nhớ được một câu ví dụ ấy thì các bạn có thể nhớ được luôn cái công thức. Thì đấy chính là một trong cái cách học hồi trước của mình. Ok, các bạn có thể để lại mail thì mình sẽ gửi tài liệu và gửi thêm bài tập cho các bạn nhé. Đừng quên follow Yang Tae Shin và share cho mình thì càng tốt. Các bạn mà cảm thấy khó khăn ở cái phần ngữ pháp nào nữa thì cũng có thể để lại dưới comment và mình sẽ làm và mình sẽ tìm hiểu và làm video về ngữ pháp với nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.